Ngày 7 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng có thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày 298 trường hợp, bao gồm huyện Kế Sách 101 trường hợp, huyện Trần Đề 85 trường hợp, thành phố Sóc Trăng 30 trường hợp, huyện Châu Thành 29 trường hợp, huyện Thạnh Trị 15 trường hợp, thị xã Vĩnh Châu 10 trường hợp, thị xã Ngã Năm 8 trường hợp, huyện Mỹ Xuyên 7 trường hợp, huyện Mỹ Tú 6 trường hợp, huyện Long Phú 4 trường hợp, huyện Cù Lao Dung 3 trường hợp. Trong đó 100 trường hợp là F1, 9 trường hợp về từ vùng dịch, 107 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 82 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa. Số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 7.279 trường hợp. Số ca khỏi bệnh xuất viện trong ngày 164 ca. Số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại 4.493 ca. Số ca tử vong trong ngày 1 ca, cộng dồn 55 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 2.731 ca. Bà con từ các tỉnh thành phố về Sóc Trăng hãy chủ động đến ngay các trạm y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế và xét nghiệm nhanh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chủ quan lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Cài đặt ứng dụng PC COVID để có mã QR cùng tham gia giám sát cộng đồng để bảo vệ vùng xanh.